Chào mọi người, đây là bể bơi của khách sạn Đôi Rồng nhá. Đấy, ba cháu nhà nó đang tập bơi. Những thành phần này là chỉ có cái ông con trai nó biết bơi thôi, và ngoài chưa biết bơi. Mưa này phơi bướm đấy con. Ui giời. Đấy, cháu bé đang tập bơi đó. Bơi chậm thế đập mạnh vào. Chân đạp mạnh vào. Bơi chậm quá. Rồi đấy, bà ngoại đang tập đạp chân đấy. Úi giời, đập nước. Máy đập nước, nhà khách đây đây ôm làm như bà ngoại đấy. Đấy, bám tay vào bậc tam cấp rồi đạp đi xem nào. Tập đạp chân đây. Mạnh vào, nhanh lên. Nhanh lên con. Tập nhanh lên rồi đi. Tắm nước mặn nên lại tắm nước ngọt nhá. Khách sạn Đôi Rồng. Đấy, đấy, đạp nước như nhà khách đấy, cũng chưa đạp mạnh không? Úi giời. Rồi máy đập nước. Úi giời, đấy hai cái máy đập nước. Nào, đập đi ông, nào ông quay nào.